Sáng ngày 28 tháng 2, Văn phòng Quản lý Đường bộ 31, Khu Quản lý Đường bộ 3 cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm khiến một người tử vong trên tuyến La Sơn, Hòa Liên. Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 40 phút xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-158-20 lưu thông hướng Bắc, Nam trên tuyến đường này thì tự gây tai nạn. Cụ thể, khi xe đi tới vị trí KM43-700 tuyến La Sơn, Hòa Liên thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thì bị lật sang trái khiến tài xế tử vong. Tại hiện trường, xe tải hư hỏng nặng, hàng ngàn củ mì, sắn đổ ra lề đường kéo dài hàng trăm mét. Theo ghi nhận thời điểm xảy ra tai nạn trời tạnh giáo, vị trí xe lật có 2 làn xe và không có giải phân cách giữa. Nguyên nhân tai nạn được nhận định ban đầu do xe chở củ mì bị bung bừng bên trái. Củ mì rơi xuống lề đường bên trái khiến xe bị lật theo sang lề đường.